Còn lắm, ăn nhanh nhanh lên nhá. Bác về bây giờ là không được đâu. Nhớ chưa, bác mắng cho đấy. Này này. Mẹ ơi, con mời hai bà cháu ra ăn cơm ạ. Bà dạy cháu cái gì cháu có nhớ không? Có ạ. Nói lại bà nghe. Bà cháu mình lấy ăn đồ ăn ngon. Đúng. Không cho bác biết, khỏi bác mắng cho. Đúng rồi, bác cháu ấy là khó tính lắm. Về cằn nhằn cau có. Không cẩn thận nhá, là đuổi bà cháu mình ra khỏi nhà đấy. Vâng ạ. Nhớ nhá. Để mẹ bê cho. Dạ. Ai bắt con dâu bê bao giờ? Con ngồi đi, con ngồi đi. Vâng ạ. Ăn cháo đi con. Vừa bạn ngon lắm. Ăn đi con. Con xin ạ. Mẹ ơi, con đã đưa tiền để mẹ mua đồ ăn cho cả nhà rồi. Lần sau mẹ nhớ mua thêm một ít thịt, ít cá cho đầy đủ chất dinh dưỡng mẹ nhé. Con không thích ăn cháo à? Mẹ quê mùa, mẹ lên đây mẹ chả có làm gì cả. Mẹ ăn ít mẹ tiết kiệm cho con mà. Thế để mẹ ăn. Gì này mẹ? Ui, gà. Sao mày lại nhét vào trong người làm gì? Chị gà có góc với bà. Ôi.